Rồi TK Bonsai xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một số món đồ xưa tại điểm bán của Thanh Triệu ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho quý vị các bạn có nhu cầu giao lưu sưu tầm. Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Triệu có về một lô gốm Biên Hòa lái thiêu với đồ đồng lư nha, với đèn pháp, với đồng hồ đô để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, đây là cây 1M. Đó là chậu lái thiêu già. Đó, dạ đúng rồi. Nhưng mà tỷ lệ lành tích nó chỉ có 98% thôi. Cũng có gần nứt nha cô chú anh chị mình ha, nhưng mà chúng em đã tái chế làm lại rất là đẹp. Cao lên là 29. Đó. Phủ bì là 35. Rồi. Lọt lòng là 3, lọt lòng là 27. Đó, chậu khoan, gõ đi gõ. Đây. Rồi găng nứt một đường đây ha. Dạ, đó đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó. Chỗ nào đây qua coi. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em đi. Đây để em lật qua đây em chỉ đường găng cho. Đây, bên này. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây, từ đây đi qua đây. Đó. Còn lành tích nha, không mất thịt nha. Đó, trời, không đắp xi măng nhiều luôn. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,9 triệu, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 1M. Đây tới 2M cũng hàng lành tích luôn nha. Đó. Lưu 2M đó, lưu tai bèo rất là đẹp luôn nha. Đó. Cao lên là 35. Ôi quay một chút ạ. Đó. Đây cao lên là 35 rồi. 2M. Đây, phủ bì là 31. Lọt lòng là 24. Đó. Đây chỗ này thì nó bị mẻ tí xíu nhưng mà chúng em đã tái chế rồi nha. Đó, tí xíu chỗ này thôi. Còn có hai phân thôi, còn tất cả đều lành rồi, tích. Rồi để nằm lên cái mặt đó ngay ở trên á. Dạ đúng rồi, đây còn tất cả đều lành tích nha. Phạm Hoàng giữ yên. Xanh ngọc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Xây cái lồng lưu à. Đó. Rồi. Đây, cô chú anh chị mình xem rồi, kỹ giùm em. Đó, đây. Rồi, đâu cái miệng tái chế chỗ nào đâu. Đây, đây nè. Quay. Tí xíu chỗ này nha. Làm bằng gì, chất liệu gì? Dạ, đây là em đắp xi măng lại nha. Rồi. Đó, nhưng mà thẩm mỹ rất là cao, rất là đẹp luôn. Nhìn cũng giống ha. Đó, dạ đúng rồi, 80-90 năm rồi nhưng mà còn như gì là rất là quý nha. Rồi. Đây, cái lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn. Cũng có giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1,7 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, còn những cái chậu này thì nó cũng có găng nứt hết trơn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chú em sẽ vệ sinh cạo xi măng đồ sạch sẽ cho cô chú anh chị mình luôn. Tại vì cái chậu này em mua của dân nha. Đó, người ta đắp xi măng, chưa đánh bóng luôn, chưa chùi rửa luôn. Này là lái thiêu nha. Cao lên 27. Phủ bì là 39. Đó. Lọt lòng là 30. Rồi. Đó, chậu 3M. Gõ đó, đi. Rất là già nha cô chú anh chị mình nha. Rồi chỗ nào ấy chỉ thì sao đó, đứng lên, đây đây là một đường nha cô chú anh chị rồi. Mình ha, coi kỹ giùm em nha. Rồi. Đó, chỗ này em cạo xi măng ra được. Đó, tỷ lệ mắc thịt nó rất là ít. Đây. Ở trong này có đắp cục. Dạ đúng rồi, đắp cục xi măng là cái mặt phía ngoài đó anh. Tại chủ nhà người ta kỹ đó. Đó, còn tất cả đều lành thịt hết trơn nha. Rồi. Đó, đây. Chậu 3M em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 1,100 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, chậu 4M. Đó, cũng tình trạng cũng có găng nứt luôn nha. Đó, nhưng mà đồ là đồ này thì nó rất là già đồ nha cô chú anh chị mình ha. Lái thiêu không, rất là già. Cao lên 28. Đó, phủ bì là 38. Lọt lòng là 32. Đó. Tỷ lệ lành tích của nó thì nó không có, nhưng mà đó là đồ thì nó rất là già, chưa đánh bóng chùi rửa luôn nha. Cái này chút xíu nữa cô chú chị mình có yêu cầu như vệ sinh đã đánh bóng ca mai lại thì chúng em rồi, sẽ làm luôn đi. Đó, sẽ đánh bóng ca mai lại cho cô chú anh chị mình nha. Đó, 4M. Đây, thịt là còn nguyên nha, không mất thịt luôn. Những cái này đi, là chưa đánh bóng nha. Đó cô chú chị mình xem kỹ giùm em. Anh coi cho cái đường nứt cái nè. Dạ đây, nứt phía ngoài nè. Đó, đây cô chú chị mình xem kỹ giùm em những cái đường nứt nha. Rồi. Nhưng mà em bao trồng dạ, cây luôn. Cũng là 1,100 triệu, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó. Đây, 1,100 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 5M. Cũng tình trạng là cũng có gân nứt luôn nha. Đó, nhưng mà lái thiêu rất là già. Đây, cao lên là 27.
phủ bì là 41, lọt lòng là 33. Đó, những chậu này của chú anh chị mình có thể vô những cây bonsai rất là đẹp luôn nha. Âm thanh coi, ở trong nó có quét xi măng hả? Dạ đúng rồi anh, ở trong thì ổng quét một lớp xi măng luôn rồi. Rồi chỗ nào nứt chỉ? Đây, một đường ha. Đây của chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó. Còn đường bên đây chứ cũng nứt ở đây, chứ có một đường bên đây thôi, với đường bên đây thôi là hai đường. Để em quay qua đây đi rồi. Chưa lên chị mình thấy. Đó, đó. Quay qua. Đây. Đó, còn đế chậu là nó còn nguyên si nha. Đế chậu là còn nguyên si luôn. Rồi. Đó. Đế chậu là hàng còn nguyên si luôn nha, cũng là 1.100.000 giá nứt. Dạ, 1.100.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Đó. Đây mã số 6M. Cũng là lái thiêu luôn nha, hàng lái thiêu. Hàng này chúng em chưa chùi rửa đánh bóng luôn, chưa cạo xi măng ra bớt lại cho cô chú anh chị mình luôn nha. Cao lên cũng là 27 luôn. Phủ bì là 39, lọt lòng là 31. Đó, đây. Đó, cũng có tỷ lệ gân nứt cũng này. Cái này thì nó hơi nhiều nha. Cái này hơi nhiều hơn mấy cái kia. Rồi. Nhưng mà không mất thịt. Đó, tỷ lệ gân nứt nó hơi nhiều hơn nhưng mà không mất thịt. Đó, đế cũng vẫn còn yên nguyên. Đó, đây. Cô chú anh chị mình xem cái chỗ mấy cái mà nứt ở ngoài kìa. Đây, đó. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây. Rồi, xây xây coi nứt chỗ nào nữa không? Dạ. Xây còn phía bên đây nữa. Để đứng ở xây. Đó, đây. Đó, những cái dấu gân nứt là có ái xi măng lại chúng em sẽ cạo ra cho cô chú anh chị mình được. Đây, rồi. 6M. Đó, 6M cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Đây. Tới chậu Sông Long Chanh Châu, hàng này hàng Biên Hòa già. Cái này là Biên Hòa xưa nha, rất là già đồ. Đó, Biên Hòa này đời đầu nè. Cao lên 28. Xây xây cái hoa dằn coi. Đó, cao lên là 28 nha. Đó. Rồi. Cũng tỷ lệ cũng có gân nứt luôn, đây một đường phía bên đây. Rồi thôi, cái đó tờ sao. Dạ. Đây phủ bì 45, lọt lòng là 35. Rồi quay coi trong lòng đi. Đó, đây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó. Quay chút nữa đi. Rồi, đây. Đường nứt đó nha. Dạ đúng rồi, có một đường nứt đó. Đây. Đây, đường nứt đây, cô chú chị mình xem kỹ giùm em. Chưa cạo lớp men ra luôn. Đó, chưa cạo keo ra luôn. Rồi, âm thanh còn luôn. Tất cả đều lành tích nha. Đó. Đó, nứt vô bụng nha. Cái này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Mã số 7M có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, mã 8M. Đó, cũng có tỷ lệ là gân nứt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nhưng mà đồ này là chuẩn già luôn đó. Chuẩn xưa nha. Đó. Đây, cao lên là 28. Phủ bì là 40. Đó. Cô chú anh chị mình có yêu cầu em vệ sinh thì em vệ sinh cho sạch sẽ lại luôn nha. Đó, lọt lòng là 33. Đó, rất là đẹp luôn. 8M. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Khoan, chỉ hai chỗ rồi để đứng vậy đi. Rồi dạ chỉ... đúng rồi. Đây, một đường mà đây qua đây. Rồi. Đó, đường thứ hai là từ đây qua đây. Rồi, âm thanh rồi ha. Đó, âm thanh luôn. Rồi, nằm xuống. Đây. Đó, chưa chùi rửa luôn nha cô chú anh chị mình ha. Còn đó, chưa chùi rửa lại luôn. Còn có đế điện là có điện cái chân. Dạ không, cái này cắt ra được tại ống kỹ anh. Rồi. Dạ. Này là em bao trồng cây là ok luôn nha. Đây, cái này cũng có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, 8M. Đây tới 9M là một cái chảo em một cái chảo nha. Đó, một cái chảo đồng. Nặng là 1,6 kg. Đó. Chảo đồng nặng 1,6 kg lành tích. Đó, 99%, không tái chế hư một chỗ nào. Đây, đường kính miệng chảo là 31. Đó, chiều cao cái chảo lên là nó 1 tấc. Đó, 1 tấc mốt, mình tính 1 tấc thôi. Nặng là 1,6 kg. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Không có lũng. Dạ, đúng rồi. Dạ, đây. Rồi, quay liền hả? Dạ, đúng rồi. Không có quay này quay ấy anh. Quay này quay, quay bấm anh. Dạ. Dạ. Chảo này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,3 triệu bao phí ship toàn quốc. 2,3 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây tới cây cân đồng. Đó. Đây, cân mã số 10M. Nặng là 1 kg 1,5 kg, gần gần 1,6 kg luôn đó. Mà tính ký gửi thôi.
đồng hết đây rồi. Dạ bằng đồng hết luôn, từ dây xích cho đến giá cân trái cân luôn. Chỉ có cái này là bằng inox thôi đó, tại lâu ngày của người ta xài lên này bằng inox thôi đó. Đây của chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đây này, rồi đo cái dĩa. Đây cái dĩa cân này, cái giá này của nó là 24 nha đó. Hàng liên lạc rất là đẹp luôn đó. Đây cái này là bằng inox với mấy cái phen trong này nè, với mấy phen này là đa số là bằng sắt là nhiều, còn cái này là đồng, mấy cái phen này là bằng đồng hết luôn nha. Trái cân này là cũng là bằng đồng luôn rồi. Đó cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới em có bộ lư đồng, bộ lư này lư này là lư ba nha đó, lư này là lư ba đó, tại để nó cái bàn quay của em nó hơi kê nha. Đó bộ lư ba đây, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đây để em đo. Dạ không anh, hàng liền lạc không hư luôn. Để em đo chiều cao, chiều cao tới chót sừng xuống tới đế dưới luôn là 43 đó, chân đèn của nó luôn là cao là 34 đó. Đây để em cân thử rồi nha, lấy cái cân bự ra coi. À, đấy cái cân này thử coi nha, cân từ món đi. Đây đó, cái này không bộ giữa của nó không là 3,2 kg đó, 3,2 kg nha. Rồi bỏ xuống đi. Đây chân đèn này là 3 kg nha, cái này là 3 kg nữa nè, 3,2 kg với 3 kg là 6,2 kg rồi đó. Dạ đây này là cái kiểu mà giống như đất hồi đó người ta nung anh, đất xốp á. Dạ đó, đây để này đây 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 này, bỏ nó xuống rồi này lên luôn đó. Đây còn cái này là 6,2 kg với này là 1,8 kg nữa đó. Đây cô chú anh chị mình cộng lại giùm em nha. Đó bộ này là nó 8 kg đó. Đây bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, lưu ba, bộ lưu ba em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 4,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn đó. Đây tới những em có cây, những cây đèn pháp đó, đèn pháp chân đồng nha, họng này họng đồng, ống khói ghim luôn, ống khói 2 tầng luôn nha. Đó màu xanh rất đẹp, chiều cao tính từ ống khói xuống tới chân luôn là 59 đó. Đường kính ngang của nó đây nè, cô chú anh chị mình nhìn kỹ giùm em nha, xem như gì là cô chú anh chị mình sẽ đón giùm em rồi. 15 đó. Rồi, quay đây tim là vẫn còn luôn nha, tim ghim luôn nha. Đây đó, đây vẫn xài được luôn đó. Đây cán dặn của chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Ống khói ghim nha. Dạ đúng rồi, ống khói ghim luôn anh, ống khói 2 thớt luôn nha. Đó rất là đẹp luôn đó. Đây bầu là bầu xanh nha, chân thao ha, chân đồng, chân này chân đồng anh, chân này chân đồng. Đây đó cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây đó cây đèn mã số 13M em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 5 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây tới mã số 14M đó, bầu này là bầu mạ vàng rất là đẹp luôn nha. Chiều cao từ đế chân cho đến ống khói là nó 77 đó. Bầu này bầu lớn nha, chân này là chân gỗ. Dạ ống khói ghim của nó luôn anh, đây có logo ống khói luôn nha, ống khói có logo luôn. Thấy che bằng tay phía sau đó. Đây cô chú anh chị mình xem nha. Có thấy không? Dạ đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ cái đường bầu giùm em nha. Đó bầu đèn rất là đẹp luôn đó. Đây quay đi đó, đây còn tim luôn đàng hoàng luôn nha cô chú anh chị mình ha, 14M đó. Đây tim dặn lên đây đó, khúc này là chân đồng này luôn, còn chân này là chân gỗ 3 mặt voi rất là đẹp luôn. Gỗ xịn không? Dạ cái này là chắc em cũng không biết nữa anh, không gành gỗ thì em không gành đó. Rồi. Đây cái đèn này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 6,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 6,5 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cây mã số 15M đó, đây rất là đẹp luôn nha. Này là đá cẩm thạch luôn nha cô chú anh chị mình ha, này là bằng đá. Rồi, chân này chân đồng. Chiều cao từ tính từ ống khói đi xuống tới chân nó luôn là 75. Đó, chiều cao là 75, lam rất là đẹp luôn nha. Hai lớp à? Dạ không, ống khói một lớp anh, ống khói ghim luôn. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Ngoài là cái gì? Đó, cái này là cái lam, người ta kêu bằng cái lam. Dạ.
lam trắng đó, tại vì bầu trắng đi lên luôn hay gì? Dạ đúng rồi anh, hàng ghi luôn đây chú anh chị mình xem kỹ giùm em luôn. Đây một tấc 18 tấc 8 đó, đây đó cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó đây đó, bầu trắng rất là đẹp luôn nha, bầu khía đó, đây chân là chân đồng luôn đó, rất là đẹp luôn đó. Cây này em giao luôn hay nè, nói nè cảm ơn làm này. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em đó, rồi của Pháp không? Dạ đúng rồi, hàng này của Pháp anh. Đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 10 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, 10 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây tới cây mã số 16M đó, cái này là cũng là của Pháp luôn nha. Đây rất là đẹp luôn, giật cái tấm lam đó ấy kìa, cao lên là 77 rồi. Đã tính từ ống khói đi xuống luôn. Có nha em khói lô. Dạ ống khói này là chắc ống khói lô anh rồi. Đó ống khói này ống khói lô nha. Hoa quay đẹp, quay đó đẹp. Rất là đẹp luôn nha. Gần ngay cái chỗ cái đó. Rồi, quay đây quay cũng vẫn có tim rồi là bình thường luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rồi châm dầu chỗ đó phải không? Dạ đúng rồi, cái này thì nó hơi bị lỗi chỗ này nè đó, nhưng mà em đảm bảo là không sao, bình thường chạy hay nứt. Dạ cái này như là lỗ lò vậy á, lỗ kiến lò của nó vậy á, nó gờ thì nó không có bị cộm nha. Là cái hoa văn nó chóc cái gì dạ nè, không phải nó như nứt gì đó. Dạ mà nứt không à? Phải dạ đó đây ở dưới là không có châm dầu gì đó. Dạ đúng rồi, cái này châm dầu á anh, đây dưới này châm dầu à? bụng của nó luôn là 53. Dạ đúng rồi, dưới này là châm dầu đây nè, ở đây là không có. Dạ đây 53. Đây rất là đẹp luôn, đèn này rất là đẹp. Đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá cũng là 6 triệu sao bao phí ship toàn quốc. Dạ được anh. Đây. Đó. Rồi, lật lại coi qua văn kỹ lên cái gì. Đây, cái này là 5 bồ ly ông hay gì anh? Đó, cao bồi nha. Đây cây này em giao lưu là 6 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đây. Đây còn tới cái cây mã số 17M đó, này là Atimon nha đó, chiều cao lên là 48 đó. Đây ông này có bờ dầu nằm đây, tim là có luôn nha, Atimon đó, cô chú anh chị mình xem giùm em đó. Dạ đúng rồi, nó nhẹ hơn đồng nha đó. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em, rất là đẹp luôn, mã số 17M hoa văn tích người, hoa văn tích người nha. Đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn đó. Đây tới em có những cái đồng hồ đó, này là rất đẹp luôn nha, mã số 18M đó, 18M nha đó. Đây xài là ok, đảm bảo bao xài cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, dạ rất là đẹp luôn nha. Đây em để gì luôn đi, chiều dài cái thùng của nó là 44, ngang cái thùng của nó luôn là 24 đó. Đây đồng hồ này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha, đó còn liền lạc luôn nha, bao xài luôn đó. Này chắc của Nhật nha, này là bằng gỗ tốt, rất là đẹp luôn đó. 14 ngày đây, 14 ngày nha cô chú anh chị mình ha. Đó đồng hồ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Dạ đúng rồi, đồ lên giới thiệu đồ còn đầy đủ, 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đây đây em có cái ô đô đó, thùng này thì thùng mới nha đó, mặt là mặt ô đô nha cô chú anh chị mình ha. Máy gì? Dạ máy này của nó là máy cái gì nè anh đọc gì, Kivilet gì đó gì à? Không phải Kivilet đó, nó cũng là một hãng của Pháp luôn đó, cũng là một đời của Pháp luôn nha, cũng là 8 búa đó, 8 búa 8 gông rồi, đó ba nồi. Dạ, đây
Đây. Quả lắc ra đi. Quả lắc kìa. Đây. Này là 15 phút là đờ một lần nha. Cái gì gì đó. Em không có mà gành hung. Đó. Nhưng mà bảo đảm với hàng là của Pháp luôn. Đó. Mặt đồng hồ là Odo. Hùng là Odo. Đó, đây. Dạ được. Tan cầm này đi. Tan. Dạ đúng rồi anh. Đây. Vỏ này là vỏ mới nha. Chiều cao của nó là 63. Chiều cao là 63. Chiều ngang cái thùng là 50. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó. Đây có gì thì cô chú anh chị mình em sẽ hỗ trợ chụp hình thêm cho cô chú anh chị mình nha. Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đó, có gì thì em hỗ trợ chụp hình thêm. Đó, 19M. Đó, rồi em báo đời máy luôn cho nghe cô chú anh chị mình ha. Đó, có gì em chụp hình hỗ trợ thêm rồi em báo đời máy cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây mặt số nổi rất là đẹp luôn nha. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 9,5 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Nói chung là máy là của Pháp em bao luôn. Đó, bao máy của Pháp nha. Đây. Đấy, em có một cái lưu rất là khủng luôn. Đó. Lưu này rất là khủng nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Bỏ một lưu xuống đây để cái cần kế bên. Đây, hàng lành tích 99%. Đó. Màu tím rất là đẹp luôn, lưu lái thiêu rất là già đồ. Đây em đo chiều cao. Cao lên cái lưu của nó là tính từ cái miệng lưu đi xuống là 87. À. Đây. Quanh bụng cái lưu này khoảng cỡ 200 đó anh. Đây. Cỡ 2 mét đó. Miệng lưu á là nó 44. Đó, 44. Đây, lưu màu tím rất là đẹp luôn. Đồ này là đồ. Dạ. Đây vô cái này. Ê, bên đây nè, nghịch tay. Để nằm luôn. Đó, đây. Cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đó. Lưu rất là già lưu nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây, quay cái đế lưu cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây. Rất là đẹp. Đó. Để cái cắn. Cái lò hay là cái gì? Dạ không anh, cái này thì cái nước men của cái lỗ lò thôi chứ không có gì hết. Rồi. Nhưng mà tại nó đổ tới đó. Đây. Rồi, để cân trọng lượng nặng nó thử coi nha. Đây. Trọng lượng nặng của nó là 47 kg. Đó, 47 kg nha, rất là nặng. Đó. Đây, lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 9 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Dạ được anh, 9 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Tới bộ lư. Đây, bỏ bộ lư lên. Đó. Đây. Đó. Đây, tới em có bộ lư nhất nha. Đó, cô chú chị mình xem kỹ bộ lư nhất giùm em. 11. Đó. Đây, mã số là 11 kg nha. Đó. Mã số thì á. Quên, em xin lỗi. Mã số 12. Đây, mã số 12M. Đó, trọng lượng nặng là 11 kg. Đó, đây em quay gõ qua đây cho cô chú chị mình thấy nha. Chiều cao lên là 64. Tính từ là chót lân xuống tới không? Dạ chưa chùi. Cái này là bụi thời gian nha. Đây là bụi thời gian nha cô chú anh chị mình ha. Đó, còn bụi thời gian luôn. Đó, chưa chùi rửa, chưa đánh bóng luôn nha. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, bộ lư nhất. Đó, bộ này là nặng 19 kg, à 11 kg. Rồi bước này xuống đây. Đó.
Đây, hai cái chân đèn này đã, đây hai chân đèn của nó là 7 kg nữa. Dạ, hai chân đèn là 7 kg nữa. Thì nó đi theo bộ. Dạ đúng rồi. Số 1 cái gì? Dạ 40, 47, 48. Đó, chân đèn là 48 nha. Này. Đó, hai chân đèn này là 7 kg, gần ta 7 kg. Đó, đây, rồi bỏ dưới. Đây. Đó, bộ lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 12 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 12 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây. Còn đây. À. Đây tới cái bình nha. Bình này rất là nặng luôn nha cô chú anh chị mình ha. Mà cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đây, bình này rất là già đồ nha. Ơ quên em xin lỗi, bình này không có già nha. Cỡ 575 trở lại thôi nha cô chú anh chị mình ha. Men ngọc rất là đẹp luôn, gạn. Dạ không, lái thiêu đời đầu nha, đời cuối chứ. Đó, đời cuối của lái thiêu. Long lân quy phụng. Đó. Chiều cao lên là 111. Đó, long lân quy phụng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chưa chùi rửa luôn. Đó này chúng em mới chùi ca mai nè. Rất là đẹp. Long lân quy phụng với cây tùng nha, đắp nổi. Hoa văn đắp nổi rất là đẹp luôn nha. Men ngọc. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em, đường gân men rất là đẹp luôn. Đó. Dạ. Đây cô chú anh chị mình lân đây. Long lân quy phụng. Đó. Đó, để em đo cái đường kính miệng nha. Đường kính miệng của nó là 38. Đây. Cổ bình của nó luôn là 78. Đây. Bụng bình của nó luôn là khoảng cỡ 180 tới 190 đó cô chú anh chị mình ha. Đây. Đó, bình này em có một cặp nha, hàng lành tích 99%. Đó. Đây. Rất là dày nha cô chú anh chị mình ha. Đây men ngọc rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem nước men nó gạn lên hết trơn rồi nha. Đây. Đây bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 25 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Dạ một cái anh. Một cái 25 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi số. Đó. Đây. Rồi bỏ đẩy nó đi. Này lên. Dạ đúng rồi anh, cũng một cặp luôn. Đó. Dạ được anh. Dạ. Này là em đóng khung sắt lớn anh. Em đóng cái khung lớn. Đó, đóng cái khung lớn luôn nha. Cái này cũng y gan như cái kia luôn, một cặp luôn, mã số 22M. Cũng là tứ linh luôn. Long lân quy phụng. Đó. Đồ này sao 75 nha. Đây. Dạ đúng rồi, kích thước thì nó bằng luôn. Hoa văn cũng giống hệt luôn nha. Chỉ có một cặp thôi. Đó, hoa văn. Dạ đúng rồi, cô chú anh chị mình dạ đâu anh? Đâu cái này hả? Cái dính ấy anh. Dạ đúng rồi, nó dính anh. Dạ, đó, đây. Rất là đẹp luôn nha, men ngọc. Rất là đẹp luôn, đường gân rất là tốt luôn nha. Đây em mới chùi ca mai lại, nó rất là bóng đẹp luôn. Đó, con gần nguyên con gồng đắp nổi, cây đa đắp nổi luôn. Dạ đúng rồi. Đó, cô chú mình ở miền Tây thì chúng em có thể bớt được chút đỉnh nha. Đó, để xe tải chở tới nhà luôn. Cũng giá là 25 triệu bao ship. Đó, toàn quốc luôn, mã số 22. Đó. Dạ Thanh Triệu xin kính chào, cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh Triệu xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rất nhiều.